Xin kính chào quý ông bà, xin kính chào quý anh chị em bà con cô bác. Lời nói đầu tiên cho thành xin gửi đến quý ông bà, quý anh chị em bà con cô bác lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Thì hôm nay tình lại quay trở lại cái hoàn cảnh của vợ vừa mới sinh 10 ngày thì chồng đi làm phụ hồ bị không may gặp tai nạn. Thì cái ngày hôm trước tình up cái video lên thì tình trạng sức khỏe của Thạch Quốc Bảo thì cứ nghĩ là sẽ khỏe sớm và đi làm trở lại, nhưng không may ngày hôm nay là được bác sĩ nói là Thạch Quốc Bảo phải nghỉ gần cả năm mới đi làm trở lại được. Thì về tình có xem lại cái video thì thấy có hoàn cảnh của em gái mà vừa mới sinh 10 ngày thì thấy ăn từng cái bọc gạo của những mạnh thường quân cho mà tình cảm thấy xót xa quá chừng. Cảm thấy rất là thương cái em bé nhỏ vừa mới sinh, sợ em bé nó còn nhỏ quá, không đầy đủ ăn đầy đủ, không đủ chất á quý vị, thì nó sẽ bị ảnh hưởng cho sau này. Thì hôm nay tình quay lại để tìm hiểu cái bệnh tình của bạn Thạch Quốc Bảo như thế nào. Nhưng mà trước hết thì tình xin quay lại cái chỗ của em gái vừa mới sinh 10 ngày để hỗ trợ cho em nó chút đỉnh, để em nó có cái kinh phí để em nó ăn uống, để lo cho cái em nhỏ nha quý vị. Thì bây giờ tình sẽ quay vào nhà trọ của em gái này cho quý vị xem ha. Dạ, thì em nó vừa mới sinh có 10 ngày mà thấy ăn từng cái bọc gạo của Mạnh Thường Quân cho, ăn từng cái gói mì của Mạnh Thường Quân cho. Thì lúc đi về nhà thì cũng có nhiều cô bác gọi điện thoại hỏi thăm rồi có hoàn cảnh của em gái này. Thì tình cũng rất là thương tâm vì nghĩ em nó mới sinh có 10 ngày thôi. Thì bây giờ tình đã vào trong phòng trọ của em gái nó. Em sáng giờ em ăn cái gì chưa? Chào em, anh là Tình, nhớ anh không? Rồi buổi trước anh có ghé em á, rồi tối chồng của em có điện thoại cho anh, nhưng mà anh có nghe nói là tình trạng sức khỏe thì em nó không có được tốt á. Bây giờ anh quay trở lại đây thăm em. Hồi sáng giờ em ăn cái gì chưa? Ăn cái gì vậy, nói anh nghe coi, mấy bữa nay ăn uống sao nè, sức khỏe tốt không? Mình phải tươi cười lên lo cho em nhỏ nó ha. Đó, em bé nó mới sinh được có nay chắc mười mấy ngày quý vị. Rồi mẹ đâu rồi? Mẹ ở bệnh viện nuôi Bảo đúng không? Thì mấy hôm trước anh có ghé thăm em á, thì cũng có nhiều bà quý bà con cô bác á cũng hỏi lời gửi lời hỏi thăm em, động viên em rất nhiều. Thì thấy em ăn từng cái bọc gạo mà của những mạnh thường quân cho thì anh cũng rất là đồng cảm với quý vị khán giả xem trên kênh YouTube của anh á. Thì hôm nay anh ghé lại đây thăm em và cũng như là hỗ trợ cho em chút xíu nguồn động lực để em cố gắng nuôi em bé cho nó khỏe mạnh hơn ha. Trời ơi, bé này em nói chuyện lớn lên chút xíu được không? Tại anh không có mic á, nhiều khi khán giả nghe không được. Rồi nè, thì bây giờ là... Ủa, gạo ăn hết rồi hả? Sao bữa nay không thấy còn bọc nào hết vậy? Hết luôn rồi hả? Ồ, hôm nay có lửa than này, lửa than để xong cho em á hả? À, lửa than để xong cho bé nào quý vị khán giả. Ok, thì không để tóm tắt nhanh hơn ha, để em còn xuống chỗ của bệnh viện gặp bác sĩ nữa. Thì rất xuống dưới em sẽ gặp bác sĩ điều trị cho chồng em á. Thì bây giờ anh ghé đây anh thăm em trước. Thì anh có hỗ trợ cho em có một Mạnh Thường Quân của anh, hỗ trợ cho em cái khoản chi phí để em sinh hoạt hàng ngày ha. Đâu ta? Dạ có. Thì bây giờ có Mạnh Thường Quân là Lê Khắc Huỳnh ở khu phố 5 Bến Lức, thị trấn Bến Lức, ở ngoài chợ Bến Lức á, hỗ trợ cho em là 2 triệu để em có đi chợ hay gì đó, mẹ có đi chợ hay là có ai đi chợ á, em muốn ăn cái gì á để mình có sữa nè. Thứ nhất là để mình có sữa, mình có sức khỏe nè, để mình lo cho bé ha. Đó. Em bé nó cười tươi rồi quý vị. Thì bây giờ anh sẽ gửi cái tiền Mạnh Thường Quân này trước cho em 2 triệu ha, để em có kinh phí, ví dụ như em có muốn ăn uống gì đó thì mình gửi hàng xóm hay là mình gửi mẹ mình mua thì mình ăn, mình tắm bổ. Em là phải giữ gìn sức khỏe, em phải lo cho con của mình nha. Anh là rất thương em bé nhỏ này, nhớ nha. À, bây giờ 2 triệu em cầm giúp anh đi. Anh có một mình à, cầm 500 đúng không? Bao nhiêu ta? 1 triệu, 1,5 triệu, 2 triệu. Rồi, đúng 2 triệu đúng không? Em đếm lại phải 2 triệu không? Để giúp anh đi. Rồi, bây giờ em cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho em là chú Lê Khắc Huỳnh. Em có muốn nói gì với chú Lê Khắc Huỳnh không? Lê Khắc Huỳnh, chú Lê Khắc Huỳnh.
Rồi, mình phải cố gắng tự cường, mình giữ sức khỏe lo cho con ha. Bây giờ thì anh sẽ đi xuống chỗ bệnh viện để gặp bác sĩ cũng như là gặp chồng của em và gặp mẹ của em ha. Rồi, bé nó quý vị rất là dễ thương. Anh nói thiệt, anh cũng hơi bị ấm ức á. Em hồi nãy em thấy cái sổ khám bệnh dịch vụ của anh không, sổ khám mắt của anh hôm bữa nay là anh đi phẫu thuật á, anh mổ đó. Nhưng mà anh nghĩ là anh lo cho con bé này hơn, tại vì thấy nó dễ thương quá. Rồi vậy ha, cố gắng tươi cười lên ha, không có chuyện gì hết, mình phải cố gắng mình tươi cười lên, mình giữ gìn sức khỏe, mình lo cho con mình trước ha. Dạ kính thưa quý vị, thì giờ tình sẽ phải đi xuống chỗ bệnh viện để gặp bác sĩ cũng như là coi tình trạng sức khỏe của bạn Bảo như thế nào, rồi gặp bạn Bảo luôn. Em ở đây có gì đóng cửa lại giúp anh ha. Ok, rồi chúc em nhiều sức khỏe ha. Rồi anh đi trước ha. Xin kính chào quý ông bà, xin kính chào quý anh chị em bà con cô bác. Thì hiện tại tình đang có mặt tại bệnh viện đa khoa tỉnh Long An, thành phố Tân An nha quý vị. Thì tình đến đây để tìm hiểu về cái sức khỏe của bạn Quốc Bảo cũng như là được sự chia sẻ của bác sĩ về vấn đề sức khỏe của bạn Quốc Bảo. Thì tối hôm qua bạn Quốc Bảo có trực tiếp gọi điện cho tình, nói là Quốc Bảo sẽ phải nghỉ lao động trong một thời gian khá là lâu, bởi vì bạn Quốc Bảo cái chân của bạn Quốc Bảo đang bị viêm nhiễm trùng rất là nặng. Thì hiện tại tình đang chờ mẹ của bạn Quốc Bảo ra nhưng mà chưa thấy. Ủa chị hả, chị đi ra ngoài được không? Rồi giờ em nói tình hình sức khỏe của em nó sao chị? Nó thì khỏe rồi nhưng mà chỉ có cái giò nó không không có bước xuống được thôi Hôm qua Bảo có điện thoại lại cho em, nói là có thể sẽ phải nghỉ lao động trong một thời gian lâu á. Dạ đúng rồi. Tí xíu nữa em sẽ vào trò chuyện với bác sĩ về tình hình sức khỏe của bạn Quốc Bảo ha. Bây giờ em nó ăn uống bình thường chưa? Dạ uống bình thường. Chị hồi sáng giờ chị ở đây hả? Dạ, nãy em có ghé thăm nhà, thăm con bé ở trên nhà. Cũng có Mạnh Thường Quân gửi cho em nó chút đỉnh quà nhỏ để nó mua đồ nó ăn. Thì chắc 1 giờ mới vô được đúng không? Bây giờ mới có 12 giờ à. Chị mấy bữa nay chị ở đây với Quốc Bảo hay sao? Thì không, mình tự cho con gái như gái nhỏ mình ở đây coi nó, mình đi làm á. Với lại có cái chuyện này ha, em thì trước giờ cũng chưa biết chị, chỉ nghe là những người dân xung quanh nói về hoàn cảnh của mấy mẹ con mình thôi, và Bảo là một trong những cái nhân vật để em tìm hiểu và kêu gọi Mạnh Thường Quân giúp đỡ á. Thì em cũng chưa biết nhiều về chị, tí xíu nữa em trò chuyện với bác sĩ về Quốc Bảo xong ha, rồi chị dắt em lại cái chỗ làm của mình ha. Bữa giờ chi phí của mình là bao nhiêu tiền chị nhớ không? Giờ bữa giờ đóng cũng đâu 5 triệu mấy à. Cái tiền đâu chị có để chị đóng hay chị ha? Mình mượn bà chủ bán cơm á, cho mượn tiền, cho mượn người bà mượn giùm của anh ta nữa. Rồi chị kéo khẩu trang xuống chút xíu được không? Ok, để cho quý khán giả, đây là mẹ của bạn Quốc Bảo nha, chị tên gì em quên luôn rồi. Dạ mình tên Vân. Vân hả? Dạ. Thì đây là mẹ của Quốc Bảo. Thì chị mượn tiền của chị quán cơm đó, chút xíu nữa chị dắt em lại em trò chuyện với bác sĩ xong rồi chị Quốc Bảo xong rồi chị dắt em lại chỗ quán cơm ha. Tại chị em mình trước giờ cũng chưa biết gì về nhau nhiều. Thì coi như em đến đây thì em kêu gọi, nếu mà hoàn cảnh của Quốc Bảo thực sự là khó khăn, em mong rằng sẽ có nhiều Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho bạn Quốc Bảo ha. Rồi còn cái câu chuyện mà thí dụ như hồi trước giờ cũng có nhiều anh em làm YouTube thì cũng bị tình huống là gài dàn dựng chuyện, nhưng mà em nghĩ là em giúp ai là một cái duyên của em thôi, mà nếu ai cố ý mà lừa dối mình thì người đó mang cái tội nghiệp thôi. Thì bây giờ chắc em cũng chưa vô được, bây giờ mới có 12 giờ 15 mà chắc phải chờ 45 phút nữa em mới vô được. Thì chút xíu nữa em vô sẵn em thăm Quốc Bảo rồi trò chuyện với bác sĩ ha. Chị ăn gì chưa? Dạ có, hồi sáng có ăn cơm nhà rồi. Vậy hả? Ủa bán cơm không ăn quán cơm mà ăn cơm ở nhà chị? Tại hồi sáng đi vô đây với nó cho nên là nấu cơm cho nhỏ con đó, nhỏ dạ. Cháu á, nấu cơm cho nó rồi ăn miếng rồi đi vô đây. Dạ.